ngày 21 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Hoàng Phúc, sinh năm 1984, ngụ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, 7,5 triệu đồng về hành vi sử dụng các loại pháo, thuốc pháo trái phép. Trước đó, tối ngày 14 tháng 11, người dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt bất ngờ khi thấy loạt pháo hoa được phóng lên từ khu vực đường Nguyễn Du, phường 9, thành phố Đà Lạt. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh vụ việc. Loạt pháo hoa kéo dài hơn 5 phút được đốt phục vụ trong một sự kiện. Trong vụ án Vạn Thịnh Phát vừa được Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã dùng các thủ đoạn lập hồ sơ vay vốn khống để hợp thức việc rút tiền Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, gọi tắt SCB. Theo đó, những doanh nhân nước ngoài bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 cáo buộc giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan gồm Chu Lập Cơ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square, chồng bà Lan, Lee Chắc Lam, cựu thành viên Hội đồng Quản trị SCB, đang bỏ trốn, Henry Xuân Ca Giang, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, đang bỏ trốn. Ông Chu Lập Cơ là cổ đông chính, chiếm 99,26% cổ phần, là chủ tịch, giữ vai trò quyết định cao nhất tại Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square. Thời điểm năm 2017, ông Cơ đã ký biên bản họp đại hội đồng cổ đông để tiếp tục dùng tài sản tại dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ vay các khách hàng đang vay vốn tại SCB với dư nợ vay được bảo đảm tối đa là hơn 35.000 tỷ đồng. Tính đến thời điểm ngày 17 tháng 10 năm 2022, còn 46 khoản vay của 46 khách hàng tại SCB với dư nợ gốc là hơn 19.500 tỷ đồng, nợ lãi hơn 19.600 tỷ đồng. Tổng cộng dư nợ là hơn 39.000 tỷ đồng. Trong đó, tổng trị giá tài sản đảm bảo của các khoản vay mà ông Cơ ký các tài liệu để hợp thức thủ tục vay vốn SCB là hơn 30.000 tỷ. Do đó, C03 cáo buộc ông Cơ liên đới gây thiệt hại cho SCB hơn 9.000 tỷ đồng. Đến nay, người này mới chỉ nộp 1 tỷ đồng khắc phục. Còn ông Lee Chắc Lam đã ký 8 biên bản biểu quyết của Hội đồng Quản trị, đồng ý cho 66 khách hàng thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát và 68 tài khoản vay tại SCB có dư nợ hơn 28.000 tỷ đồng nợ gốc và hơn 25.000 tỷ đồng nợ lãi. Trong đó, tổng các tài sản bảo đảm các khoản vay mà người này ký để hợp thức là hơn 34.000 tỷ đồng. C03 cho rằng, ông Lee Chắc Lam đã lạm dụng chức vụ quyền hạn để thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan, thực hiện chiếm đoạt tiền của SCB qua việc tham gia ký, phê duyệt các khoản vay của các cá nhân, pháp nhân thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, liên đới gây thiệt hại hơn 19.000 tỷ đồng. Xuân Henry Ca Giang cũng bị cáo buộc lạm dụng chức vụ quyền hạn để giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan thực hiện đoạt tiền của SCB và liên đới gây thiệt hại số tiền hơn 462.000 tỷ đồng. Hiện nay, hai bị can này đã xuất cảnh, chưa biết ở đâu và cũng chưa có kết quả tương trợ tư pháp về hình sự đối với hai người này. C03 đã tách vụ án và tạm đình chỉ điều tra liên quan tới hai cá nhân trên. Sáng ngày 21 tháng 11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai đối tượng bị bắt là Võ Hoài Nhơn, sinh năm 1995 và Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1996, sống với nhau như vợ chồng ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, từ tháng 5 năm 2020, Hương lập nick Facebook Bi Nguyễn để vào các nhóm xem bói với mục đích xem bói cho người khác để nhận tiền. Đến đầu năm 2021, qua hình thức xem bói trên mạng xã hội, Hương quen biết với một nạn nhân ở thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Biết nạn nhân bị trục trặc trong chuyện tình cảm, có nhu cầu xem bói về đường tình duyên, đối tượng nói với nạn nhân là bị người âm theo nên phải cúng để hóa giải. Rồi Hương cho nạn nhân số điện thoại của Nhơn và giới thiệu đây là thầy Thịnh chuyên giải bùa. Tin lời Hương, nạn nhân trao đổi qua lại với Nhơn. Sau đó, Hương và Nhơn thay nhau nhắn tin yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản để làm các lễ cúng như đã trao đổi. Tổng số tiền nạn nhân chuyển khoản cho hai đối tượng là gần 200 triệu đồng.
ngày 21 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam A Đao, 23 tuổi và A Nhơn, 20 tuổi, thôn Con Hờ Ra Chót, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Kon Tum tuần tra trên địa bàn thành phố Kon Tum thì phát hiện A Phôn, 17 tuổi, trú cùng thôn, lái xe máy chở hai đối tượng trên nhưng không đội mũ bảo hiểm. Tổ tuần tra yêu cầu dừng xe nhưng các đối tượng không chấp hành. Khi bị truy đuổi, A Đao và A Nhân dùng đèn pin chiếu vào mặt và bắn ná cao su vào lực lượng tuần tra, gây thương tích ở bàn tay phải của chiến sĩ Blond Điệp. Trước tình hình đó, lực lượng công an đã nổ súng chỉ thiên, yêu cầu các đối tượng dừng xe nhưng các đối tượng không chấp hành và phóng xe bỏ chạy. Các đối tượng sau đó lần lượt bị bắt giữ. Riêng A Phôn không tham gia vào quá trình chống người thi hành công vụ nên bị xử phạt hành chính về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của cơ quan công an. Ông Giả Tấn Tàu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phổ Thạnh cho biết, các cơ quan chức năng đã dọn sạch khoảng 30 xác tàu cá nằm la liệt ở cảng Sa Huỳnh. Hiện nay cửa biển đã thông thoáng, tàu cá có thể xuất bến, neo đậu. Các xác tàu cá được xử lý bằng cách vớt lên bờ, cưa xẻ gọn gàng và đưa đến nơi xử lý. Hầu hết là do tàu bị chìm ngoài biển được kéo vào, một số tàu bị cháy, một số tàu do ngư dân làm ăn thua lỗ, không có tiền sửa chữa nên bỏ, gây mất mỹ quan. Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền đã yêu cầu cơ quan chức năng sử dụng nguồn kinh phí của địa phương để trục vớt, xử lý dứt điểm các tàu cá này. Ông Trần Phước Hiền nhấn mạnh, công tác xử lý các xác tàu này cần triển khai nhanh chóng để đảm bảo vệ sinh môi trường và luồn lạch ra vào cho tàu thuyền khác, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.